Chào bác nhá, hôm nay về được cái lô cưa đây. Đấy. À, lô cưa vừa mới về nhá. Cửa hàng có nghỉ 2-3 ngày thì có cái công chuyện. Hôm nay về lô cưa rất là đẹp này, rất là nhiều máy hệ nhá. Anh em ấn theo dõi kênh nhá, ấn theo dõi kênh, bật chuông thông báo để luôn cập nhật những cái clip mới nhất. Cửa hàng anh em lô này rất là đẹp, có Estin tiếc này, đủ hệ nhá. Echo Estin 02321 đẹp xuất sắc này. Đây là hàng chưa dọn nhá. Xidaiwa này. Echo này, Echo cụt nhá, rất là đẹp. Đây là hàng chưa dọn, là máy đã sáng như thế này rồi. Có xuất sắc luôn. CDOA này. Đó. Rồi, bác nào có nhu cầu thì cứ ấn like nhá, đăng ký kênh và chuông thông báo. Máy quá đẹp này, máy lớn máy nhỏ có hết luôn. CDOA. Đây, máy rất đẹp, Echo 411 này. Toàn máy siêu hệ cho anh em thôi. Quá nét luôn. Số điện thoại cửa hàng là 0976123320 anh em nhé. Vâng, là xem thì ấn like, đăng ký kênh và chuông thông báo. Rất đẹp. Em dọn dần mỗi ngày. Đôi khi có những cái con mà giống nhau này, nhiều bác xem cứ bảo lên đi lên lại, nhưng thực ra không phải. Ví dụ Tanaka này, nó nhiều hệ. Đó. Ok.